Xin chào, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Chuvi Hair Station. Trong thời gian gần đây, kiểu tóc Mohican được biết đến là một trong những kiểu tóc mà được rất nhiều các bạn yêu thích. Tuy nhiên, liệu các bạn đã biết hết những biến thể của kiểu tóc này qua từng thời kỳ và xu hướng thời trang khác nhau? Ở video lần này, mình sẽ tổng hợp những biến thể của kiểu tóc Mohican đẹp và ấn tượng nhất. Cùng theo dõi nhé! Một vài thông tin cơ bản của kiểu tóc Mohican thì kiểu tóc này có họ với kiểu tóc Mohawk, là một trong những kiểu tóc nam vuốt tech cạo trắng hai bên mai và phần gáy dành cho nam giới. Đặc trưng kiểu tóc này nằm ở phần chỏm tóc mái, được vuốt dựng hoặc đổ về phía trước, tạo nên nét nổi bật, cá tính cho phái mạnh. Kiểu tóc này nó yêu thích và ưa chuộng bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, trẻ trung, đậm chất nam tính mà nó đem lại cho ngoại hình của các chàng trai. Kiểu tóc này ở Việt Nam được biến tấu để phù hợp hơn với chất tóc người Việt cũng như theo khuôn mặt. Kiểu tóc này phù hợp hầu hết với các khuôn mặt dài, mặt tròn, mặt trái tim và mặt vuông. Điểm khác biệt ở các khuôn mặt này là kiểu tóc có thể tùy chỉnh ở phần mái dài hay ngắn, vuốt đổ về phía trước hay hơi dựng mái. Các bạn cũng nên tham khảo ý kiến của người thợ để lựa chọn được những kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt của chính mình. Đến với nội dung chính của clip, đầu tiên chúng ta phải kể đến đó chính là Mohican Classic. Kiểu đầu này được phát triển và lấy cảm hứng từ kiểu đầu Mohawk. Với dạng Classic này phù hợp nhất với những người có khuôn mặt tròn một chút. Với những người có khuôn mặt dài một chút thì các bạn nên để phần mái dài hơn bình thường. Kiểu tóc Mohican Classic này có một nhược điểm, đó là vấn đề mà khi các bạn tạo kiểu tại nhà sẽ rất khó khăn. Thế nên bạn phải luyện tập vuốt để có được những kiểu tóc đẹp nhất. Kiểu tóc này phù hợp với những kiểu dòng sáp như Volcanic Clay hoặc Urban Clay. Mohican Mái Crop, đây là kiểu tóc lấy cảm hứng từ kiểu Crop Hair. Đây là kiểu tóc Mohican được các bạn trẻ ưa chuộng vì kiểu tóc Mohican Mái Crop này rất dễ tạo kiểu so với Mohican Classic. Kiểu tóc này phù hợp với những người có khuôn mặt góc cạnh. Và sáp phù hợp thì các bạn nên chọn đó là dòng Clay Wax hoặc Volcanic Clay. Mohican uốn con sâu, đây là kiểu tóc Mohican kết hợp với uốn con sâu thịnh hành, dành cho các bạn không có thời gian nhiều chăm sóc. Kiểu tóc này sẽ tối ưu thời gian của các bạn. Với những kiểu uốn con sâu này thì phần mái của các bạn nên để ngắn một chút. Và đây là kiểu tóc phù hợp với những người có khuôn mặt trái xoan. Kiểu tóc Mohican ngắn, kiểu tóc này có hai bên mai được cắt gọn gàng hoặc có thể cả phần gáy và phần tóc mai. Ưu điểm của kiểu tóc Mohican ngắn này là cảm giác gọn gàng, mát mẻ và thoải mái. Bên cạnh đó, khâu chăm sóc tóc cũng như tạo kiểu sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với những kiểu Mohican khác. Với kiểu tóc này sẽ rất phù hợp với những người có khuôn mặt ngắn. Tóc Mohican không vuốt, đây là kiểu tóc dành cho những bạn lười vuốt sáp. Tóc Mohican không vuốt được tạo kiểu ngắn gọn, mặc dù không được vuốt lên mà để xõa trước mặt, nhưng vẫn khiến cho phái mạnh có một nét hiện đại và trẻ trung. Có một nhược điểm đối với Mohican không vuốt là các bạn phải có một chất tóc phù hợp với độ dài chỉ từ 3-5cm. Tóc Mohican dành cho mặt dài. Tóc Mohican thực chất sinh ra không dành cho những người có khuôn mặt dài, nhưng đối với những người thợ hiểu biết được khuôn mặt của người Việt thì đã cho ra những biến thể dành cho những người có khuôn mặt dài bằng việc căn chỉnh phần mái phù hợp nhất. Những người có khuôn mặt dài thì nên để phần mái dài khoảng từ 3-4cm, sẽ giúp khuôn mặt hài hòa hơn. Đương nhiên vẫn phải dùng thêm một chút sáp để kiểu tóc thu hút hơn. Trên đây là tổng hợp những kiểu tóc Mohican đẹp và ấn tượng nhất. Các bạn thích biến thể hay có bất kỳ câu hỏi về tóc Mohican thì hãy comment ở phía bên dưới bình luận nhé. Nếu thấy video này hay thì hãy cho mình một like và một subscribe. Và đừng quên ấn nút chuông để nhận thông báo khi team Chuvi chúng mình ra những video mới. Và bây giờ, xin chào, hẹn các bạn ở những video lần sau.